Một thiết kế mà vừa tôn dáng vừa tôn da như thế này thì chúng ta sẽ không có một lời chối từ nào, phải không nào? Về màu sắc thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là yêu thích rồi, bởi vì với tông màu xanh nhẹ nhàng như thế này cùng với họa tiết bông hoa hồng đen sẽ tạo cảm giác mát mẻ thoáng đãng cho các quý cô. Đặc biệt là dáng váy của chúng ta sẽ có dáng là 2 dây, tuy nhiên thì vẫn rất là an toàn bởi vì có phần bèo ở trước ngực này đó, vừa có thể tôn chọn được vòng một cho các quý cô này, lại vừa là một điểm nhấn đắt giá cho mẫu thiết kế này. Phần eo của chúng ta cũng sẽ được đặt cao để lấy được vòng eo nhỏ nhất cho mọi người nhé. Và thân dưới của chúng ta sẽ có những đường xếp ly bản to như thế này để tạo độ bồng bềnh và xòe nhẹ nhàng xương rủ cho các quý cô. Đặc biệt là với chất liệu là tơ ống cao cấp thì là một chất liệu vừa sang trọng này lại vừa có độ mềm mại và thoáng mát, sẽ phù hợp để chúng ta diện cho mọi hoàn cảnh khác nhau, như là đi dạo phố này, đi du lịch này, đi chơi này, hay là cà phê trà chiều cùng với bạn bè chẳng hạn. Với một thiết kế mà vừa tôn dáng vừa tôn da như thế này và có thể diện trong mọi hoàn cảnh thì Lan Anh nghĩ rằng sẽ không có một lời chối từ nào, phải không nào? Vậy nên nếu như mọi người mà đã yêu thích mẫu jumpsuit này rồi thì hãy comment trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu muốn đến tận nơi thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mang đẹp để thành công.